Theo nghị định 124/2015 của Chính phủ, thì kể từ ngày mai, 5 tháng 1, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chi hoa hồng vượt quá 40% doanh thu bán hàng trong năm sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Nghị định 124 năm 2015 của Chính phủ quy định kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2016, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chi cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác vượt quá 40% doanh thu bán hàng trong năm sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp thuế trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị phạt 20 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, người bán hàng đa cấp quảng cáo không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hóa bị phạt đến 10 triệu đồng, tổ chức hội thảo, hội nghị không có ủy quyền bằng văn bản của doanh nghiệp bị phạt đến 20 triệu đồng. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, đến giữa tháng 12 năm 2015 có 63 công ty được cấp phép bán hàng đa cấp